đề nghị điều chuyển giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận sang đơn vị khác. Ngày 7 tháng 11, tin từ Sở Y tế Bình Thuận cho biết, Sở đang xin ý kiến về việc điều chuyển nhân sự đối với bác sĩ Nguyễn Văn Thành, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, sang đơn vị khác. Liên quan đến công tác tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, ngày 7 tháng 11, nguồn tin từ Sở Y tế Bình Thuận cho biết, Sở đang xin ý kiến Sở Nội vụ về quy trình điều chuyển bác sĩ Nguyễn Văn Thành, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, sang làm giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận. Công văn của Sở Y tế gửi Sở Nội vụ Bình Thuận cho biết, căn cứ nhu cầu công tác, cũng như tạo sự ổn định và phát triển của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để tăng cường công tác tham mưu cho Sở Y tế trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Qua xem xét, đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của bác sĩ Nguyễn Văn Thành, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và bác sĩ Lê Huỳnh Phúc, giám đốc Bệnh viện Gia Liễu Bình Thuận, Sở Y tế dự kiến điều động bác sĩ Nguyễn Văn Thành đến làm giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, phục hồi chức năng tỉnh và sẽ điều động bác sĩ Lê Huỳnh Phúc đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thay thế bác sĩ Nguyễn Văn Thành. Tuy nhiên, hiện nay, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bình Thuận đang tiến hành kiểm tra, theo quyết định số 146, quyết định Ủy ban Kiểm tra tu khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy bộ phận của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025. Nội dung kiểm tra là trách nhiệm của đảng ủy bộ phận Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận do bác sĩ Nguyễn Văn Thành làm bí thư đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Thời gian làm việc của đoàn kiểm tra thuộc Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tới 90 ngày kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2022. Đến nay chưa có kết luận. Như vậy việc điều chuyển các nhân sự, trong đó có bác sĩ Nguyễn Văn Thành, trong khi đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đang tiến hành kiểm tra có vi phạm các quy định của đảng hay không? Sở Y tế đề nghị Sở Nội vụ Bình Thuận trả lời để Sở Y tế có cơ sở thực hiện. Sáng ngày 7 tháng 11, trả lời phóng viên Thanh Niên, một lãnh đạo Sở Nội vụ Bình Thuận, cho biết về nguyên tắc việc điều chuyển theo yêu cầu công tác của Sở Y tế thuộc phạm vi điều chỉnh của luật viên chức. Tuy nhiên, hiện nay Sở Nội vụ đã có đề nghị Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bình Thuận có văn bản trả lời để làm cơ sở trả lời cho Sở Y tế Bình Thuận trong trường hợp Sở điều chuyển Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận sang đơn vị mới. Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, tới thời điểm tháng 7 năm 2023, bác sĩ Nguyễn Văn Thành mới hết nhiệm kỳ giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và đủ tuổi nghỉ hưu.